Lúc bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tuyên thuyết bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la mật đa một cách chân chánh? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân nói bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la mật đa vô sở đắc như thế, gọi là tuyên thuyết bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la mật đa một cách chân chánh. Khi ấy trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân nói bát nhã, ba la mật đa vô sở đắc như thế nào mà gọi là nói bát nhã, ba la mật đa một cách chân chánh? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết bát nhã, ba la mật đa nói thế này: Thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã, ba la mật đa, chẳng nên quán sát hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh của thọ tưởng hành thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu người có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa, lại nói thế này: Thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán sắc hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh của thọ tưởng hành thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái lạc và khổ kia. Nếu người có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa, lại nói thế này: Thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh của thọ tưởng hành thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa, lại nói thế này: Thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh của thọ tưởng hành thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu người có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy